Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá trưa ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Kim Thanh Vlog. Hàng loạt trụ cột Bayern nghỉ thi đấu trước trận Arsenal. Tương lai của huấn luyện viên Ten Hag đã được định đoạt. Huấn luyện viên Amorim Úc mở khả năng tiếp quản Liverpool. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá trưa ngày hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. Tương lai của huấn luyện viên Ten Hag đã được định đoạt. Theo truyền thông Anh, MU đã đi đến quyết định chia tay nhà cầm quân Erik Ten Hag cuối mùa này. Thông tin từ tờ Independent cho biết, người vừa kiểm soát các hoạt động của MU là Sir Ian Ratcliffe đã đưa ra quyết định về Ten Hag. Theo đó, vị huấn luyện viên 54 tuổi sẽ phải rời MU cuối mùa này. Hiện những ứng cử viên đang nằm trong tầm ngắm của Sir Ian bao gồm huấn luyện viên Gareth Southgate, Graham Potter, Zidane, Michael Carrick, Thomas Tuchel và Xabi. Huấn luyện viên Alonso sẽ ở lại Leverkusen vì Real Madrid. Theo đó, thay vì sẽ chuyển tới Liverpool hoặc Bayern Munich, huấn luyện viên Xabi Alonso đã quyết định sẽ tiếp tục dẫn dắt Leverkusen ở mùa giải 2024 và 2025. Theo The Level, Alonso quyết định ở lại Leverkusen vì đã tính tới khả năng tiếp quản Real Madrid vào mùa hè năm sau. Carlo Ancelotti mới ký hợp đồng tới năm 2026 với sân Bernabeu, nhưng Real Madrid có thể thanh lý hợp đồng trước một năm với nhà cầm quân người Italia. Huấn luyện viên Amorim Úc mở khả năng tiếp quản Liverpool. Sau khi Xabi Alonso xác nhận ở lại Leverkusen, Liverpool buộc phải liên hệ các ứng cử viên khác để thay thế huấn luyện viên Jurgen Klopp. Trong đó, Amorim được xem là mục tiêu ưu tiên của đội bóng thành phố cảng nước Anh. Và khi được hỏi chuyện này, vị thuyền trưởng Sporting Lisbon cho biết: "Tôi không thể cam kết sẽ ở lại Sporting. Tôi đã đưa ra tuyên bố và sẽ không thay đổi. Nếu chúng tôi không thể giành chức vô địch, tôi sẽ không ở lại. Chúng tôi phải thắng nhiều hơn nữa. Trước mắt là giành danh hiệu, sau đó sẽ quyết định tương lai," huấn luyện viên Amorim chia sẻ. Hàng loạt trụ cột Bayern nghỉ thi đấu trước trận Arsenal. Theo tiết lộ của huấn luyện viên Thomas Tuchel, Bayern Munich không có sự phục vụ của một số trụ cột trong trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với Arsenal vào giữa tuần sau. Cụ thể ông Tuchel cho biết, Neuer, Coman, Sané, Pirlo và Mazraoui sẽ vắng mặt ở trận đấu ngày mai. Điều đáng ngại là họ vắng mặt không phải để nghỉ ngơi, tất cả đều gặp vấn đề. Do đó, khả năng ra sân của năm cầu thủ này ở trận Arsenal còn bỏ ngỏ. Arteta lạc quan về cuộc đua vô địch. Mặc dù không được truyền thông đánh giá cao, nhưng Arteta vẫn lạc quan cho rằng Arsenal đang có cơ hội tốt trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, khoảng cách giữa ba đội bóng rất nhỏ, có thể thay đổi sau mỗi vòng đấu. João Félix mong Xavi đổi ý. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo C hôm qua, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho hay anh hy vọng Xavi sẽ đổi ý, không chia tay Barca. Ngoài ra, Félix còn mong Barca chiêu mộ đồng hương của mình là Bernardo Silva của Man City ở phiên chợ hè 2024. Thi thể người chết được phát hiện gần sân đội trẻ MU. Tờ Telegraph cho biết một cuộc điều tra án mạng đã được cảnh sát Manchester tiến hành sau khi một thi thể người chết bọc trong túi nhựa được phát hiện chỉ cách sân tập của đội trẻ MU vài mét. Danh tính của thi thể chưa được xác định và cảnh sát đang phong tỏa khu vực nơi phát hiện thi thể cũng như săn lùng tin tức liên quan đến vụ này. Cách đây chỉ vài ngày, ở phía nam London cũng đã có vụ phát hiện một thi thể người trong một công viên. Kênh đoạt giải thưởng ghi bàn, Liên đoàn Quốc tế mới đây đã trao giải thưởng cho Kênh để ghi nhận anh là chân sút số 1 của tất cả các giải vô địch quốc gia trong năm 2023. Kênh đã ghi tổng cộng 38 bàn thắng trong năm ngoái, bao gồm 17 bàn ở Premier League cho Tottenham và 21 bàn ở Bundesliga cho Bayern Munich. Salami Messi. Mohamed Salah trong cuộc phỏng vấn ở Argentina cho biết anh có 3 cầu thủ Argentina mê nhất. Alistair là đồng đội rất tuyệt, tôi cũng yêu Batistuta và được gặp anh ấy một lần ở Argentina lẫn được tặng áo đấu. Nhưng Messi là số 1, tôi yêu mến anh ấy nhất. Messi luôn là Messi và luôn vĩ đại. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Napoli nhắm Zaniolo. Tin từ Italia cho biết cầu thủ tấn công Nicolò Zaniolo đã thu hút sự quan tâm của Napoli sau khi cho biết ý định trở về Italia do không hòa nhập được ở Aston Villa. Tân giám đốc thể thao Manna của Napoli coi Zaniolo là cầu thủ đáng để xây dựng đội hình bao quanh. Sau mùa này, Zaniolo sẽ trở lại Galatasaray sau khi hết thời gian cho mượn, nhưng anh không muốn đá tiếp cho câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Juventus mời mọc Zirkzee. Phong độ chói sáng của tiền đạo Zirkzee đã giúp Bologna tranh top 4 Serie A mùa này và Juventus đang muốn chiêu mộ anh bên cạnh sự quan tâm từ Arsenal và AC Milan. Tình tiết đáng chú ý về Zirkzee là Bayern Munich đang giữ quyền hưởng 40% phí chuyển nhượng cho lần bán Zirkzee tiếp theo, do đó Bologna sẽ đòi mức phí khá cao cho trung phong người Hà Lan. Juventus có vẻ đang đề nghị Bayern gỡ bỏ điều khoản này. Dani Ceballos rời Real Madrid. Mùa giải này coi như bỏ đổi với Ceballos khi anh bị dính chấn thương hồi đầu mùa và sau khi trở lại thì không còn đủ sức để cạnh tranh một suất đá chính với những gương mặt như Cruz, Van Verde, Cho Olmeni, Modric, Bellingham hay Camavinga. Mùa này, cầu thủ từng chơi cho Arsenal chỉ mới có khoảng 500 phút thi đấu, ghi được một bàn và một kiến tạo.
cho nên chỉ còn cách ra đi mới có thể giúp Ceballos cứu vãn được sự nghiệp của mình. Theo tờ Cadenaser cho biết, Ceballos đã quyết định sẽ rời Real Madrid sau khi mùa giải 2024 kết thúc. Tờ báo này cũng nói thêm rằng, bến đỗ tiếp theo của anh vẫn sẽ là một đội bóng ở La Liga và tiền vệ sinh năm 1996 hiện đã được liên kết với Atletico Madrid. Huấn luyện viên Erik ten Hag tuyên bố sẽ đánh bại Liverpool. Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu gặp Liverpool diễn ra vào cuối tuần này, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết các cầu thủ MU đang có tinh thần không tốt sau khi để thua Chelsea 3-4 ở những phút bù giờ cuối cùng. Nhưng ông cũng khẳng định rằng mình và các học trò có đủ cơ sở để đánh bại Liverpool. Đầu tiên, tôi phải giải quyết vấn đề này. Không thể để vấn đề này tồn tại lâu được, chúng tôi cần phải hồi phục nhanh chóng. Trong thời gian bù giờ của tuần này, chúng tôi đã đánh rơi 5 điểm, đó là cái giá quá đắt. Điểm số sẽ ngày càng đắt hơn vì giải đấu sắp hết và chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi phải đuổi kịp vì hiện đang kém rất nhiều điểm nên sẽ rất khó khăn. Tôi muốn các bạn phải thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì đội của chúng tôi là những người có cá tính. Màn trình diễn của các cầu thủ trước Chelsea rất đáng khen. Họ đã rất kiên cường và tôi chắc chắn rằng họ sẽ trở lại với trạng thái tốt nhất để đánh bại Liverpool vào chủ nhật này. Chúng tôi có những phẩm chất tốt cùng với những cầu thủ tuyệt vời. Để có thể cạnh tranh đánh bại những đội mạnh nhất ở ngoại hạng Anh, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định như vậy. Thuyền trưởng Brighton khẳng định Arsenal hay hơn Liverpool và Man City. Trong buổi họp báo trước trận đấu tiếp đón Arsenal diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút tối nay, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Brighton là Javi khẳng định pháo thủ mới là đội có màn trình diễn tốt hơn so với Liverpool và Man City ở thời điểm hiện tại. Nhà cầm quân người Ý cho hay, Liverpool là một đội bóng hàng đầu với những đặc điểm khác biệt và phong cách độc đáo, còn lối chơi của Man City có nét tương đồng với Arsenal. Khi pháo thủ có phong độ tốt, họ không dễ bị đánh bại. Bạn có thể hiểu quan điểm của tôi khi Arsenal giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool hồi tháng 2, đánh bại Man City trên sân nhà và đang thi đấu cực kỳ xuất sắc ở Champions League. Họ là đội mạnh nhất ngoại hạng Anh hiện tại và chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ ở trận đấu sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá chiều hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.